Tập 2. Cô nói cái gì? Đồ tôi. Tôi là trí tuệ nhân tạo AI. Cậu làm như vậy là phạm pháp đấy nhé. Tư duy của cậu lạc hậu quá rồi đấy. Giờ huynh lại vì một cô gái không hề quen biết mà tới chống đối ta sao? Là huynh đệ nên ta mới càng không thể để huynh sai càng thêm sai. Đây là đâu vậy chứ? Kỹ năng môn phái của chúng ta căn bản không sử dụng được ở đây. Nào. Buông cô gái này ra. Cứ để cô ta chết luôn ở đây, vĩnh viễn cũng không ra được đi. Nếu huynh không đưa cô ấy đi, vậy ta cũng không đi nữa. Chúng ta về được rồi. Chúng ta về được thật rồi. Nhưng mà chỗ vừa nãy suốt cuộc là đâu vậy chứ? Có phải là do quỷ thiên diệt địa tạo ra không? Cái thứ như tim đập đó rốt cuộc là gì? Nó hình như chưa từng xuất hiện trong thế giới trò chơi mà. Nhất định là do tên quỷ thiên diệt địa đó đang phá hoại. Quỳnh nói gì đi chứ? Lại đi đâu nữa vậy? Trước giờ mình chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Cứ như tới quỷ môn quan một phen vậy. May mà có dạng Tử Dương đó cứu cậu đấy. Vừa nãy mình nghe tên quỷ thiên diệt địa đó gọi anh ta là cái gì, Nhất Hiệp thì phải. Có phải là người trong trường mình không? Là nam thần đã cứu cậu sao? Được rồi, cảm ơn nhé. Đã tìm được rồi. Mình đã tìm ra được địa chỉ của tên khốn đó rồi. Sao cậu lại tìm ra được vậy? Cậu quên rồi sao? Anh trai cậu ấy là quản lý cấp cao của công ty trò chơi đó mà. Cậu tưởng mình không làm được gì cả sao? Kể từ khi anh ta truy sát Tiểu Linh Linh, mình đã lập tức tìm người tìm ra tên khốn đó rồi. Cậu đã xác định được địa chỉ IP của bên kia chưa? Tất nhiên, kể từ khi anh ta bắt đầu làm ra cái thứ kỳ quái đó thì đã bắt đầu bị giám sát rồi. Anh ta còn từng định hack cả vào hệ thống máy chủ của trò chơi. Tiếc là lại bị phát hiện. Hiện giờ anh ta đang ở đâu? Lê Quyên, cậu ra đây ngay cho mình. Cậu nói rõ cho mình nghe. Cậu đã lén lút làm những gì ở trong game hả? Chính cậu cũng nhìn thấy rồi còn gì. Cậu còn muốn mình nói gì với cậu nữa? Nơi đó là do cậu tạo ra có phải không? Không tệ phải không? Đó chính là nơi mà mình đã sinh ra hệ thống trí tuệ nhân tạo đấy. Chỉ dựa vào cái thứ đó mà muốn đối phó với mình sao? Nó sắp thành công rồi. Mình sẽ không để bất kỳ ai phá hoại nó đâu. Cậu, cậu lại lợi dụng tài nguyên ở trong game để tạo ra hệ thống trí tuệ nhân tạo của mình sao? Nếu không phải tại cậu ép mình đánh với cậu, mình sẽ không để bất kỳ ai biết về thành quả của mình đâu, bao gồm cả cậu và cô gái đó. Sao lại không đóng cửa vậy? Chắc là ở đây rồi. Lê Quyên,
là đã ức hiếp bạn của tôi, còn muốn đối phó với tôi đúng không? Nhưng mà tôi cũng đã cứu cô còn gì. Cố khí tỷ không thiếu canxi, anh định giở trò gì sao? Được rồi, chuyện cô ấy làm với cô đúng là có hơi quá đáng. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô, không phải là có hơi mà là rất quá đáng. Bạch công chúa, cậu nói gì đi. Nè, cậu nói gì đi chứ, có thể nghiêm chỉnh một chút đi được không? Cậu xin lỗi là con gái này làm gì? Còn nữa, đây là nhà mình, phiền cậu bảo bọn họ ra ngoài cho. Đủ rồi đấy. Cô bình tĩnh đi, tránh ra. Thái độ của anh vậy là sao hả? Cút đi. Làm loạn như vậy cũng đủ rồi. Cô mau đi đi. Mau đi thôi. Đi thôi. Tôi cảnh cáo anh đừng có phá hoại trò chơi nữa. Mau đi thôi. Lê Quyên, mày có chuyện muốn nói với cậu. Giờ mình không có tâm trạng nói mấy chuyện đó với cậu đâu. Chắc là cậu cũng biết, tất cả những chuyện cậu đang làm hiện giờ đều là phạm pháp cả đấy. Chỉ cần mình thành công là được rồi. Sẽ chẳng ai nhớ quá trình cậu đã làm những gì, mà chỉ nhớ tới kết quả cậu đạt được là thành công hay thất bại mà thôi. Nếu để bên công ty phát hiện, báo cho nhà trường, cậu nghĩ mình còn cơ hội hay sao? Cậu nghĩ dựa vào bọn họ có thể ngăn cản được mình sao? Tại sao cậu còn muốn tiếp tục nữa chứ? Trên thế giới có rất nhiều thiên tài đều chưa từng tốt nghiệp đại học, nhưng mà những thứ mà bọn họ làm ra đều ảnh hưởng tới thế giới. Rõ ràng là cậu đang kiếm cớ. Đây không phải là cái cớ mà là lý tưởng. Nếu không phải tại ba cô gái đó ngăn cản mình, mình đã hoàn thành nó từ lâu rồi. Giờ cả hệ thống đều phải dựng hành lại từ đầu. Suốt cuộc cậu có nghe mình đang nói gì không vậy? Mình không cần phải nghe cậu nhiều lời. Nhưng mà sớm muộn gì cậu cũng hiểu thôi. Cậu đang làm gì vậy chứ? Từ lúc về đã không ngừng gõ gõ rồi. Cậu nói xem, đến một câu xin lỗi cũng không có để đuổi bọn mình ra ngoài. Cậu không giận sao? Giận chứ. Nhưng mà nếu người đó là Lê Quyên thì thôi đi. Lê Quyên thì đã sao chứ? Không phải vẫn là một tên khốn sao? Cậu có giận cũng vô ích. Cẩn thận lại có nếp nhăn bây giờ. Mình đã không trách anh ấy nữa rồi. Thôi cậu cũng bỏ qua đi. Anh ta đã lừa cậu luôn đấy. Vậy mà cậu không trách anh ta sao? Bị lừa thì cũng phải nhìn nhan sắc chứ. Bị trai đẹp lừa, ít nhất cũng cam tâm. Nói không chừng còn có kỳ sao nữa. Loại đàn ông khốn kiếp, đến phụ nữ cũng đánh mà cậu còn muốn tiếp tục với anh ta sao? Nói không chừng mình có thể cảm hóa anh ấy cũng nên. Chốt đơn. Xuất sắc luôn. Bốc phố sau lưng nam thần. Một tên khốn lừa tình lừa sắc, bị ổ vô sĩ không ai sánh bằng. Còn lâu mình mới chịu khuất phục như bạch công chúa. Cậu nói mình sao? Lúc đầu thì cậu nói mình bị thiệt thòi. Tới khi gặp Lê Quyên thì hai mắt liền sáng rực, lập tức rút lui. Vậy mà gọi là chị em tốt gì chứ? Tuy là mình không muốn đi, nhưng khi mình thấy anh ta định đánh Cốc Linh, mình thực sự không chấp nhận nổi. Vậy mới là chị em tốt của mình này, cậu thấy chưa? Giờ mình sẽ đăng nó lên trang của Thánh Bốc Phốt Nam Quyến. Mình phải để các cô gái khác thấy rõ bộ mặt thật của nam thần. Làm tốt lắm.
Đợi đã, bài văn này của cậu đều viết ở ngôi thứ nhất. Đã vậy nickname còn là cốt tinh linh nữa. Mình chỉ là người ngoài cuộc thôi. Lỡ mình viết gì đó đắc tội với nam thần, đám fan của anh ta sẽ bóp chết mình mất. Không được đâu. Nhưng tại sao lại là mình chứ? Thì cậu là ngáo đá tỉ tỉ, cậu gánh giác được mà. Giờ cậu đang tức giận như vậy, cũng phải có chỗ để trút chứ. Mình... không phải cậu cũng sợ chết đó sao? Ít chứ mình cũng được đang làm gì đó giúp chị em của mình. Cậu nói thật như vậy cũng là tốt, nhưng cậu viết khoa trương như vậy lỡ như hót khắp trường, mình biết phải làm sao đây? Mình cũng có nghĩ tới, nhưng mà phải viết như vậy mới bùng nổ tin tức được. Vậy sao cậu không dùng tên của cậu ấy đi? Cậu ấy cũng là người bị hại mà. Cậu ấy ngốc quá, sẽ chẳng ai để ý tới cậu ấy đâu. Cậu... không được, mình phải sửa lại. Không được, mình viết cái này vất vả lắm. Tất nhiên là không được sửa rồi. Đến lúc đó lỡ nam thần bị tổn thương, mình còn phải ở bên cạnh an ủi anh ấy. Không được. Này, đúng là ý trời. Không sao đâu, nó không chừng admin không duyệt thì sao? Mình còn chưa sơn móng tay nữa. Mình đi sơn lại đây. Mình đi tắm đây. Không phải là thật đấy chứ? Hai người họ. Cậu đã xem cái này chưa? Xem rồi, thật hay giả vậy chứ? Đại Đông, chúng tôi đi nhé. Tạm biệt. Cậu xem có phải anh ta không? Có chuyện gì vậy? Mình có cảm giác mọi người đều rất kỳ lạ. Cậu cười cái gì vậy? Không phải đâu, xin lỗi nhé đội trưởng. Là như vậy, chuyện cậu hẹn hò ôm ấp với Lê Nguyên có phải là thật không vậy? Dẹp cậu đi. Có gì cậu nói rõ ra xem nào. Cậu xem đi, vừa đăng tối hôm qua xong đấy. Bây giờ cả thế giới đều đã biết cả rồi. Cả thế giới luôn đấy. Sao cậu cứ như người mất hồn vậy? Cậu nói xem, bây giờ cả trường đều đã biết tới bài viết đó của cậu rồi. Ai cũng nghĩ là mình viết hết. Cậu sợ gì chứ? Trong game có nhiều cốt tinh linh như vậy, ai mà đoán được người viết sẽ là cậu chứ? Là cậu mới đúng. Sao cô lại viết linh tinh như vậy chứ? Anh nói cái gì? Cô còn giả vờ. Cô chính là cô ả độc mồm độc miệng đang bôi xấu tôi. Không bằng không chứng, anh nói ai vậy chứ? Có gì chứng minh là tôi làm? Cô nhìn cho kỹ đi. Ký tên cốt tinh linh đây này. Ngoài cô ra thì còn ai vào đây? Cốc linh. Tôi mặc kệ anh đấy. Miểu Miểu, chúng ta đi. Hôm nay cô mà không nói rõ thì đừng hòng đi. Cô viết đúng sự thật thì tôi còn bỏ qua được. Cái gì mà chuyện tình ngọt ngào giữa hai nam thần chứ? Để che giấu sự thật, dỗ về lẫn nhau, lại còn sờ đùi cậu ấy nữa. Cô, rõ ràng cô đang bị đặt ác ý, công kích cá nhân mà. Cũng có ai chỉ đích danh đâu. Là anh tự mình nghĩ nhiều đấy. Hơn nữa, không phải anh cũng không xin lỗi chúng tôi đó sao? Cô xong thấy chỗ chúng tôi phá hoại. Vậy là lỗi của ai? Vậy thì sao nào? Coi như quà thôi. Tôi nói cho anh biết, thứ nhất, cái đó không phải do tôi giết. Thứ hai, đây vốn là lỗi của anh ta. Thứ ba, nếu ai mà còn làm càn nữa thì gọi các anh ta tới đây đi. Tôi tính sổ một lượt với hai người. Cốc Linh à, cậu không sao chứ? Này, cô không sao chứ? Cốc Linh à.
Sao rồi? Đã có ảnh chưa? Người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm đấy. Quả là tin mới dập tin cũ. Ảnh của Cốc Linh đã được share khắp trang cá nhân của mình luôn rồi. Trong group trừ cũng siêu hot luôn. Bác Cốc cũng đỉnh quá chứ. Đọc bình luận mới vui kìa. Vậy sao? Cái gì? Cưỡng hôn không thành, nam thần quán hận quay người rời đi. Nhất định là cô gái đó xấu lắm phải không? Dám sỉ nhục nam thần của mình. Cô ta đúng là kiểu hình của kẻ phẫu thuật thẩm mỹ thất bại mà. Những năm nay chắc là cô ta khổ sở lắm nhỉ. Sống được tới giờ chắc là dùng hết may mắn rồi. Vốn là tôi còn định tha cho anh, nhưng từ giờ trở đi, đây sẽ là ân oán cá nhân của Cốc Linh tôi và Nhậm Nhất Hiệp anh. Tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Kể từ khi ra viện, cậu vẫn luôn trốn ở đây. Vài ngày nữa là cậu về trường được rồi đấy. Cậu có dự định gì chưa? Mình thấy với hiện giờ cũng tốt mà. Thỉnh thoảng nghiên cứu một chút rồi lại chơi game. Quan trọng nhất là không cần phải học mấy tiết học nhạt nhẽo đó nữa. Phải rồi, hệ thống trí tuệ nhân tạo của mình đã sắp hoàn thành rồi. Hanata dư y của cậu cũng... Mình không có thời gian nói mấy chuyện này với cậu đâu. Suốt cuộc cậu định cam chịu như vậy tới khi nào? Cậu nghĩ mình sẽ cam chịu sao? Rất nhanh, tất cả mọi người đều sẽ biết sự lợi hại của hệ thống trí tuệ nhân tạo của mình thôi. Cậu bây giờ căn bản không hiểu mình đang làm gì đâu. Kiểu học sinh ngoan như cậu vẫn là nên ngoan ngoãn quay về đi học đi. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ngươi chính là tiểu mang dương mà hệ thống trí tuệ nhân tạo của ta tạo ra sao? Tiểu mang dương, qua đây. Ta là Lê Quy, người đã sáng tạo ra ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi phải không ngừng học hỏi tiến hóa, hấp thụ thật nhiều số liệu trong game. Rất nhanh ngươi sẽ có ý thức cá nhân, trở thành một sinh mệnh hoàn chỉnh thôi. Nam thần ư? Giờ tôi sẽ cho cả trường biết nam thần thực sự là như thế nào.
Đội trưởng, anh đừng có đụng vào cô gái đó nữa. Ngáo đá tỉ tỉ cái gì chứ? Thì là kiểu thần kinh chập chen ấy. Hồi trung học có người đụng tới cô ta, sau cùng thì chết một cách kỳ lạ luôn đấy. Cái gì? Chết rồi sao? Tốt nhất đừng đụng vào cô ta thì hơn. Mình không sợ cô ta đâu. Đứng lại. Cô đã thua được chưa? Suốt cuộc là cô muốn thế nào? Là anh gây chuyện với tôi trước mà. Tôi nhất định phải báo thù việc bị dập mũi trước toàn trường này. Hôm nay tôi không cho cô một bài học thì tôi không tên Nhậm Nhất Hiệp. Anh lấy tên Dạng Tử Dương đi hợp hơn đấy. Muốn dạy cho tôi một bài học ư? Anh có chết cả 100 triệu lần cũng không đủ đâu. Tôi thật hận hôm đó BK không đánh chết cô luôn cho rồi. Tôi cũng vậy. Chúng ta cũng vô vị thật đấy. Là huynh vô vị thì có. Ta chẳng qua chỉ gánh giúp bạn mình một bài đăng thôi. Kết quả lại bị huynh hại ngã tới dập cả mũi, trở thành trò cười của cả trường. Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Nếu không phải thầy cô nhất linh tinh về ta và Lê Quyên, còn lâu ta mới đụng tới ngáo đá tỉ tỉ như cô. Ngáo cái đầu của huynh. Ta đã nói không phải do ta giết rồi. Không phải cô giết thì cũng là bạn cô giết. Có thể giết ra những lời đáng ghét như vậy. Xem ra cô ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Thì bạn của huynh cũng đâu phải loại tốt lành gì. Lừa gạt tình cảm, phá hoại trò chơi thì ai tệ hơn ai đây? Sao đây? Cô không phục à? Còn muốn đấu tiếp hiệp 2 phải không? Được thôi, đấu thì đấu. Rõ ràng là bọn họ gây ra mâu thuẫn. Kết quả lại là chúng ta liều sống liều chết với nhau ở đây. Là huynh đệ tốt, tỉ muội tốt, quốc dân. Chúng ta đúng là không thẹn với lòng. Đúng vậy, chúng ta phải bắt bọn họ lại, đánh một trận mới đúng. Nhưng mà nói tới nói lui, hình như mỗi lần chúng ta gặp nhau đều chẳng nói được mấy câu thì phải. Còn lần nào cũng làm cho đối phương sức đầu mẻ trán. Tuy là ta không nói, không rằng đã đấu với huynh, nhưng dù gì ta cũng là con gái mà. Vậy sao? Ban đầu ta còn tưởng cô là một nhân yêu nữa chứ. Người nam chơi nhân vật nữ trong game. Huynh nào. Hiếm khi cô nghĩa khí như vậy. Nhưng mà nói thật lòng, cô cũng phải bảo vệ mình thật tốt đi đấy. Đừng vì ra mặt giúp người khác mà chuốc họa vào thân nữa. Ý huynh là đừng đụng vào kẻ xấu như Lê Quyên có phải không? Nhưng chuyện này đâu thể trách ta được. Ta nói thật với huynh nhé. Huynh đừng nhắc tới nghiên cứu gì của hắn ta nữa. Bất luận nó có vĩ đại tới đâu, hắn ta chỉ đạt được mục đích của mình mà hack vào hệ thống để trút giận, mà tùy tiện ức hiếp người chơi khác trong game. Có nói thế nào cũng là sai. Tất nhiên ta biết mình nói như vậy huynh sẽ rất giận. Ta xin lỗi. Nhưng mà ta đã nghĩ rất lâu, nhưng vẫn quyết định sẽ nói chuyện với Lê Quyên, cho phía công ty trò chơi biết. Có vài chuyện chúng ta không thể
tiếp tục nhân nhượng được. Sao mà ngươi ngốc thế, mãi chưa học được cách nói chuyện? Giám đốc Long, chúng ta đã dò được tín hiệu xâm nhập từ bên ngoài, khởi động mô đun phản công. Ngươi đừng lo, cuối cùng công ty trò chơi cũng tìm thấy ngươi rồi. Nhưng mà dựa vào bọn họ, căn bản không ngăn cản được ta đâu. Nhưng mà ta không thể sử dụng pháp thuật được nữa rồi. Lại khóa luôn tài khoản của mình ư? Lần này nhất định phải triệt để giải quyết thằng nhóc đó. Dạ. Mang Dương, người mau đi đi. Mau đi đi. Hành vi xâm nhập đã biến mất. Hiện tại không tìm được nguồn gốc dữ liệu. Khởi động mô đun tìm kiếm. Không kịp nữa rồi. Tôi không cho phép có bất cứ vấn đề gì cả. Tôi cho các anh 12 giờ. Nhất định phải giải quyết tên đó cho tôi. Tiểu Mang Dương, ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ai phá hoại ngươi đâu. Không được, mình còn phải xâm nhập sâu hơn. Trước khi Mang Dương hoàn toàn trưởng thành, nhất định phải ngăn cản bên đó tấn công Mang Dương. Lần trước em âm thầm hack vào máy chủ của Mộng Quyển, thầy đã đình chỉ em kiểm điểm rồi, nhưng em vẫn không hối cải. Vì em còn gây ra một chuyện lớn như vậy nữa. Em chỉ đang tạo ra một không gian hoàn toàn mới ở trong game để nghiên cứu mà thôi, cũng đâu có ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Có gì mà không được? Đối phương niệm tình em chỉ là sinh viên, mới lựa chọn báo cho nhà trường để xử lý em đấy. Em có biết hành vi hiện giờ của mình nghĩa là làm sao không? Cùng lắm thì nói là em làm hại tới an toàn thông tin thôi. Bọn họ không thể triệt để giải quyết em được, thì tới tìm hiệu trưởng đối phó em. Điều này chỉ có thể chứng tỏ bọn họ vô dụng mà thôi. Nhà trường đã bao dung em hết mức có thể rồi. Lập tức dừng những chuyện em đang làm lại ngay. Đình chỉ một năm, triệt để kiểm điểm. Giáo sư à, em sẽ không nghỉ học đâu. Em nói cái gì? Bởi vì bây giờ em sẽ thôi học luôn. Đằng nào em cũng không cần phải ở lại cái nơi vô nghĩa này. Tạm biệt thầy. Lê Quyên. Phải rồi, giáo sư. Không ai có thể ngăn cản hệ thống trí tuệ nhân tạo này của em hết.
Tạm biệt. Nào, người tiếp theo. Lê Quyên. Đội trưởng. Thế nào rồi? Giáo sư nói sao? Mình được giải thoát rồi. Ý cậu là sao? Nhà trường muốn đuổi học mình, nhưng mình đã đi trước một bước mà thôi học luôn. Không được, để mình về đó giải thích với giáo sư giúp cậu. Đi thôi, không cần. Kể từ hôm nay, mình sẽ có thể tập trung làm hệ thống trí tuệ nhân tạo của mình, biến man dương thành cái mạnh nhất. Cậu có biết là mình đang làm gì không? Mình biết rất rõ là đằng khác. Nhưng mà mình vẫn còn một chuyện chưa làm. Mình chỉ có chút không phục thôi. Trước khi mình đi, mình phải gặp cô ta một lần. Ai? Lê Quyên. Lê Quyên. Hôm nay mình phải hoàn thành bài tập nên về hơi muộn. Mình sẽ về ngay mà. Tạm biệt. Lê Quyên. Cô không sao chứ? Không sao. Cậu dám ra tay đánh mình sao? Mình nói cậu cũng không nghe. Khuyên cậu cũng vô ích. Chỉ có thể đánh mà thôi. Được thôi. Cậu dám đánh lại mình không? Cậu vì một cô gái mà đánh anh em của mình. Cậu không bao giờ chịu nhìn thẳng vào lỗi sai của mình. Chỉ biết đi làm hại với người, làm cậu ngứa mắt, cản trở cậu mà thôi. Nếu đến cái sai này mình cũng không ngăn cản, thì còn gọi gì là anh em nữa? Tôi đã không còn là anh em, vậy tôi thà không có cậu còn hơn. Cậu nói cái gì? Đừng đánh nữa mà. Cô tránh ra, đây là chuyện giữa hai chúng tôi. Nhậm Nhất Hiệp, cậu có biết không? Tôi đi tới bước đường ngày hôm nay, tất cả đều là vì cậu. Kể từ hôm nay, chúng ta không còn là anh em nữa. Tôi thực sự không hiểu nổi mình. Giây phút đó, dường như tôi đã cảm nhận được nỗi đau của anh ấy. Tuy là không biết bọn họ biết nhau thế nào, tại sao lại trở thành anh em tốt, nhưng mà anh ấy thực sự rất đau lòng. Giống như đã mất đi người thân nhất của mình trên thế giới này vậy. Không vui sao? Ngươi đã biết nói chuyện rồi à? Phải, ta đã bắt đầu học cách đọc biểu cảm của con người rồi. Ta đã cắt đứt với người bạn duy nhất, cũng là người anh em tốt nhất của mình rồi. Chắc là giờ ngươi vẫn chưa hiểu đâu. Ta hiểu chứ, ta biết thế nào gọi là bạn bè. Đúng rồi, tại sao hai người lại trở thành bạn tốt vậy?
Ta và người đó đã chơi với nhau gần 10 năm rồi. Nếu không phải vì cậu ấy, có lẽ hiện giờ ta vẫn chỉ là một tên tự kỷ, suốt ngày cắm mặt vào máy tính. Ta cũng là do chính tay ngài tạo ra, cũng luôn bị nhốt ở nơi này. Ta nghĩ chắc là ngài cũng giống ta. Vậy nên ngài cũng là người bạn duy nhất của ta rồi. Hiện giờ ngươi cũng là người bạn duy nhất của ta. Tất cả mọi người đều muốn tiêu diệt ngươi, cũng giống như muốn đuổi cùng giết tận ta vậy. Từ giờ sinh mệnh của hai ta sẽ kết lại với nhau. Có ta thì có ngươi. Ta nhất định sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, để cả thế giới biết sự lợi hại của chúng ta. Chúng ta là lợi hại nhất. Đây là cái gì vậy? Đáng yêu quá. Trước giờ ta chưa từng thấy nó. Nó là gì vậy? Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi. Hôm nay ta phải cho các ngươi thấy thế nào gọi là quỷ thiên diệt địa. Lời thoại này của ngươi chỉ thích hợp dùng cho NPC mà thôi. Nhân vật không phải người chơi trong game. Đây là chuyện riêng giữa ta và huynh ấy, để ta tự mình giải quyết. Sao lần nào huynh cũng nói câu này vậy? Đã thôi được chưa? Cứ bình tĩnh. Đằng nào cả hai ngươi cũng cùng chết thôi. Đừng quên, tôi là Dạng Tử Dương đấy. Quỷ thiên diệt địa, rốt cuộc tới khi nào huynh mới chịu dừng lại đây? 3 ngày sau, ta sẽ đợi các ngươi ở động ma thuật. Nếu như ngươi thắng, ngươi muốn sao cũng được. Nếu không, thì đừng hòng ngăn cản ta nữa. Còn nữa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nhanh chóng tìm người lập đội đi. Nếu không, ta sợ các ngươi sẽ thua, rất khó coi đấy. Được, chúng ta bắt đầu trong game, thì cũng kết thúc trong game luôn đi. Vậy thì chúng ta kết thúc ở trong game đi. Anh không sao chứ? Nè, anh định đi đâu? Lê Quyên, mở cửa ra. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy chứ? Anh điên rồi sao? Mở cửa ra. Lê Quyên, Nhất Hiệp, Lê Quyên. Anh đi đâu vậy? Định tìm gì vậy chứ, Lê Quyên?
Anh làm gì vậy? Tôi phải mang nó về. Đã không còn là anh em nữa. Tôi phải lấy lại thứ thuộc về mình. Anh bị ngốc à? Cái này thì giác thế nào được? Cô đã không giúp tôi thì đừng nói gì hết. Nhất Hiệp,